Gì vậy? Bởi giải trí nhà em khách sạn đẹp đấy, còn thoải mái ngay trên với tôi. Đấy. Tôi quen ở trong này rồi. Anh ở đây mà. Còn ra đấy. Có em bố trí em có hàng mới cho chơi. Không đấy. Không. Anh trai. Không thế ra chung rồi. Bao nhiêu tiền cái? 300 cả phòng. Đâu rồi đấy? Đây đây em nhé. Ông định hòa tôi à? À, các bạn thân mến, hôm nay tôi có dịp mà để đi công tác ở dưới Hải Phòng các bạn, nên là tôi có sắp xếp một thời gian vừa đủ để có một hành trình đi tới một nơi mà có lẽ cũng một thời gian rất là dài rồi chúng tôi chưa tới thăm khu vực này. Thời gian cụ thể thì tôi cũng không nhớ chính xác lắm, nhưng mà sẽ rơi vào khoảng tầm 5 đến 6 năm rồi chúng tôi chưa tới khu vực này. Và cái đây là cái điểm du lịch rất là nổi tiếng ở ngoài Bắc, và đặc biệt là thuộc cái địa phận Hải Phòng. Thì nói tới đây thì khả năng là tất cả các bạn đã biết rồi, đó là cái điểm du lịch ở Đồ Sơn. Và đây là một khu du lịch rất là nổi tiếng, anh em tôi thì là đồng rất là thích. Thì đây là một cái hành trình mà chúng tôi bắt đầu đi từ Hải Phòng, và tôi đi khoảng thời gian từ Hải Phòng, phố Hải Phòng tới đầu Đồ Sơn, có lẽ chúng tôi không cho vào cái video này cả, bởi vì thế thì sẽ tương đối mất thời gian của quý vị và các bạn, nên là tôi cắt những cảnh quay đó. Tôi chỉ là những cảnh quay bắt đầu vào Đồ Sơn thôi. Đây là bắt đầu là cái điểm mà tôi đi vào tới khu du lịch Đồ Sơn. Đây các bạn nhìn đây, bên tay trái của tôi là cái bãi biển Đồ Sơn. Tôi đang đi vào cái khu du lịch chính. Từ đây vào đó chắc rơi vào tầm 2-3 cây số thôi. Và trên hành trình đi thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu để các bạn có thể biết sơ bộ cái đường đi vào. Thì tôi cảm giác là thời điểm này ở Đồ Sơn có vẻ là rất là vắng khách, bây giờ cũng đang là đầu tháng 9 dương lịch rồi, học sinh chuẩn bị đi học và bố mẹ thì đã chuẩn bị cho con để nhập học năm học mới. Tôi cảm giác là Đồ Sơn rất là vắng khách. Tôi đi ở đường thì gặp rất là ít xe, người đi lại cũng rất ít. Và không biết là vào tới khu trung tâm của khu du lịch thì cái lượng khách có đông hơn hay không. Nhưng mà ở phía ngoài thì cảm giác là rất là vắng. Đặc biệt là các bạn đi xe tới cái đoạn này, các bạn lưu ý đến cái đường 865 đi đây thì ngay đoạn trên là một chút thôi. Có một tình trạng của cảnh sát giao thông, người ta hay bắt mà tôi cũng không nhớ lắm là quá tốc độ hay là đeo bánh. Các bạn sẽ nhìn tay phải, nó sẽ cảnh sát giao thông. Anh hay đứng lên, đặc biệt là những xe biển lạ dễ bị quay lại, nên là các tài xế là hết sức lưu ý cái đoạn này nhé. Các bạn nhìn này. Đoạn rồi. Quang cảnh ở đây thì rất là đẹp, thời tiết rất là trong xanh, và tôi nghĩ cái hành trình này của chúng tôi đi thì sẽ có những cái thước phim rất là đẹp, bởi vì cảnh cũng đẹp, thời tiết đẹp, và hy vọng là xuống thì rất là nhiều cái đẹp để có thể là quay lại để cho anh em và quý vị cũng thường làm. Đây là tôi đang đi trên đường. Thực ra cái địa phận này cũng đã thuộc quận Đồ Sơn rồi, nhưng mà để đi vào cái khu du lịch chính thì có lẽ cũng phải một quãng đường nữa thì mới vào tới nơi. Đây là tôi đang đi ở phía ven cái bờ biển Đồ Sơn đấy các bạn.
bên tay phải này, tôi đang quay ở bên tay phải đây là cái khu đầm mà người ta có ngăn lại này, người ta chia từng ô một thì phải. Đây đây các bạn nhìn thấy. Cái này khả năng là người ta ngăn khu ra để người ta nuôi trồng thủy sản. Đây các bạn nhìn thấy. Phong cảnh rất là đẹp. Và tôi hy vọng hành trình này sẽ mang lại những điều thú vị. Đấy camera của tôi thì tại nó đang quay ngược lại, quay cả cái cảnh đằng sau xe tôi. Hiện tại thì tôi đang sử dụng cái con camera hành trình của GoPro bản Hero Black 7. Và tôi đang sử dụng con gimbal của Hitech. Cái gimbal này thì tôi cũng vừa mới mua xong rồi, tôi đang thử dùng. Tôi cảm thấy khá hài lòng bởi vì cái gimbal này nó cái cảm giác mà nó bám theo góc quay của xe rất là tốt, rất là mượt. Và tôi không biết là khi mà về luyện tập lại thì biết là hình ảnh nó đẹp không. Đến đây tôi vừa nói các bạn sản phẩm cái ngôn nghề này, và lần sau cái đây còn 4-5 năm là từ đây mà các bạn đã hay bắt được đấy. Tôi không biết là hiện tại thì người ta bắt được cái lỗi gì. Các bạn nhìn qua cảnh rất là đẹp, đường rất là vắng, không khí thì ở đây hiện tại rất là trong lành. Chúng ta đã vào tới khu vực gần tới vào khu vực du lịch trung tâm, đường rất là vắng, không hiểu tại sao Hồ Sơn hôm nay lại vắng thế. Đường rất là sạch sẽ, cây cối thì xanh tươi, không khí trong lành. Nói chung là xuống dưới đây thì rất là dễ chịu các bạn. Và hiện tại trên cái camera hành trình của tôi đang thể hiện giờ 12:45. Đường rất là vắng. Và tôi hy vọng là khi vào cái khu trung tâm lượng khách sẽ đông hơn. Hiện tại tôi đang đi đường để vào khu du lịch trung tâm thì rất là vắng, phong cảnh đẹp. Hy vọng là vào bên trong thì sẽ có người đông đúc hơn. Nhưng ngoài này không hiểu sao tôi cảm giác rất là vắng. Còn camera nó quay lại ngược lại các bạn, quay toàn bộ cái cảnh cả mặt mũi tôi luôn. Và bây giờ tôi sẽ cho nó quay trở lại cái phía đằng trước để các bạn nhìn cảnh biển Đồ Sơn tại bên tay phải các bạn. Biển Đồ Sơn thì rất là mênh mông, nước rất là xanh. Bên tay phải của các bạn đây là xe ô, hay còn gọi là co này. Các bạn chỉ cần tới đây thôi, các bạn đổ xe, hạ kính, và đặc biệt là những cái biển lạ thì các bác ấy sẽ bám theo cả ngay các bạn ngay để chăn dắt. Đồ Sơn thì nổi tiếng về cái này, cái được các bạn xuống đây thì nói chung cái lượng sự lựa chọn cho cái món đấy thì rất là đa dạng, rất là nhiều nhà nghỉ khách sạn có kia ở đây rất là nhiều. Tại tôi đang đi vào cái khu này là khu mua bộ xây dựng đây, điểm mà ăn chơi của Đồ Sơn. Và hiện tại thì tôi đang tiến thẳng ra phía tôi cũng không biết khu này là khu nào nữa. À, đây là ra cái khu bãi tắm thì phải. Đây, đây đứng đây, bắt đầu tới đây là chúng ta đã nhìn thấy biển rồi. Và tôi sẽ rẽ xe về bên phía tay trái để xem cái khu vực này là cái khu vực nào.
biển chuẩn và nhà em bên tay trái và đây là bãi tắm các bạn ạ. Ở đây thì hiện tại tôi có nhìn thấy rất là nhiều các cái ô và giường gấp, có cả cái khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em, người ta nắp nổi trên mặt biển cũng rất là đẹp. Và hôm nay tôi thấy ở trên bãi này rất là vắng, rất là thưa thớt khách, không nhiều lắm. Có lẽ thời điểm này là thời điểm người ta gọi là mùa du lịch, rất là vắng khách. Chứ còn cái đây khoảng 5-6 năm trước mà chúng tôi xuống Đồ Sơn vào cái thời điểm tháng 6, tháng 7 dương, thực sự là rất đông, đông một cách kinh khủng. Và không hiểu tại sao thời điểm này của năm nay thì đã rất là vắng khách, đều quán thưa thớt, đi thoảng có 1-2 em đi tắm biển thôi. Sẽ ngăn nàn có một anh coi cái anh vẫy. Hàng quán thì vẫn có, rất là vắng khách. Vắng khách kinh khủng, rất là nhiều lều bạc. Có lẽ là lều bạc ở đây thì sẽ cho khách du lịch tôi lại. À, người ta tính theo tiếng các bạn. Đây, và hiện tại thì tôi đang rẽ vào cái khu vực để rồi tôi đi tìm quán ăn trưa. Bây giờ cũng sắp xỉ khoảng 1 giờ chiều rồi. Và chúng tôi cũng lái xe quãng đường rất là dài từ Hà Nội xuống đây. Để tôi sẽ vào một cái quán ăn mà cách đây khoảng 5 năm trước tôi cũng đã. Và xuống Đồ Sơn ăn uống thì các bạn có lẽ cũng phải chấp nhận cái giá nó cao hơn so với ở một vài cái nơi khác. Đây là cái khách tham quan người ta cũng đang nghỉ ngơi ở đây. Và tôi sẽ mất khoảng 5 phút hoặc 10 phút để tôi ăn ở đây và sau đây tôi lại tiếp tục. Các bạn thân mến, bây giờ tôi vừa ăn xong rồi. Tôi sẽ hành trình đi vào khu vực rất nhiều cái ở Đồ Sơn nhé. Đây, được lên chưa xong. Tôi sẽ đi như nào bạn em. Sau các bạn có những cuộc sống nhớ xem cái clip này và giữ kinh nghiệm nhé. Đấy, các bạn thấy rất là nhiều hàng đây, đây là toàn hàng bạn. Nhưng đừng lo chở hàng đấy, tôi sẽ vào trung tâm của bạn. Sau các bạn đi thì các bạn nhớ chỗ nha, chơi giá cả hợp lý. Gì vậy? Bây giờ chỉ em khách sạn đẹp đi, còn thằng lái nhà chơi như tôi. Đấy. Tôi quen ở trong này rồi. Thấy ở đây không? Còn ra đấy. Ở bố trí có đàn mới rồi chứ? Không. Anh trai. Không thế đâu. Bao tiền cái? 300 giờ phòng. Đâu vậy? Đây đây em nhé. Ông định về à tôi à? Đấy, mặt hàng này có đang tôi đi được. Ở đây thì hàng hóa rất là phong phú các bạn, nên là các bác có thể lựa chọn rất là nhiều nơi. Nhưng mà nếu mà các bác cảm thấy không thích thì các bạn có thể đi chọn nơi khác, bởi vì Đồ Sơn thì nó là người ta gọi là khu công nghiệp rồi, nên là các bác không lo. Ở đây rất là nhiều hàng và rất là nhiều cái nhà nghỉ để cung cấp cái dịch vụ đó cho các bác, nên là các bác yên tâm, không sợ bất cứ một cái gì cả. Hàng hóa thì cực kỳ sẵn và giá thì là có giá chung rồi. Đây, hiện tại tôi lại vòng ra cái khu vực bờ biển. Thực ra thì cũng chỉ là hỏi chơi các bạn ấy thôi, để có câu chuyện để nói cùng các bạn, chia sẻ với các bạn. Chứ tôi chủ yếu có đi làm phòng đây để xem đã rất là lâu rồi tôi không xuống khu vực này Đồ Sơn, và để xem có khác không.
quả thật cũng khác thật các bạn. Người ta có được cái thu nhập từ du lịch thì người ta tái đầu tư và người ta sử dụng cơ sở tương đối tốt. Đường xá rất là đẹp, rộng rãi, sạch sẽ, cây cối xanh tươi. Và hiện tại thì tôi sẽ đi ra một khu vực này thì tôi cũng chưa đi bao giờ cả, bởi vì là đi để biết nên là tôi quý vị có theo dõi cũng mất thời gian một chút xíu, nhưng mà tôi cứ đi vậy để xem là Đồ Sơn thời điểm này có khác gì so với cách đây khoảng 10 năm trước không. Để tôi đang đi ra khu vực này nhưng không phải khu vực mà thuộc cái khu du lịch thì phải, nó hơi xa và tôi thấy rất là hoang quẹt. Đây tôi có đi ra đây. Đây là một khu nào thì không biết, có lẽ là mình cứ đi tới rồi mình sẽ tính tiếp. Không phải là khu du lịch, nó là một cái khu tập kết cái gì thì các bạn. Đây là cái khu vực mà hình như người ta neo đậu thuyền bè, người ta đi bắt những đồ hải sản và ở đây thì người ta nơi để người ta mua bán trao đổi thì phải. Tôi thấy ở dưới này rất là nhiều thuyền bè, người dân đang chuẩn bị vật tư, nước nuôi, đồ ăn, thực phẩm. Đây là những cái thuyền mà người ta công một đêm đấy các bạn. Đây là những mấu cột để người ta leo thuyền vào đây. Chắc là sau một lần hành trình đêm thì người ta sẽ sáng xong người ta sẽ về cập bến ở đây. Nên đây người ta trao đổi sản phẩm mà người ta thu bắt được ở ngoài biển để lên bán cho người buôn bán hải sản. Bây giờ tôi sẽ lại quay lại Đồ Sơn. Thời điểm này so với cách đây khoảng tầm 5-6 năm trước thì thực sự là rất là khác, bởi vì thời gian đó còn lâu rồi tôi không xuống và tôi thấy thực sự khác đó. Đường xá người ta làm cũng to hơn, rộng hơn và cây cối người ta quy hoạch cũng tương đối đẹp. Đây này, khu vực ven biển, bãi biển Đồ Sơn này, nên người ta xây dựng rất là quy củ. Đồ Sơn thời điểm này thực sự là khác. Và tôi lại đi phòng lại này. Tôi đi phòng lại khu vực này. Lúc ban đầu để có một cái anh hàng, có một anh chào hàng tôi này. Để xem và trong này thì có tiếp theo là sẽ có anh nào mời chào mình tiếp về cái vấn đề ngày càng khi nữa không, thì tôi sẽ đi vào cái khu này. Đây thuộc bộ xây dựng của Đồ Sơn. Đúng là mùa này là mùa vắng ở Đồ Sơn, vì cái đề khoảng 5-6 năm trước tôi có xuống thì cũng là cái dịp mùa hè, thì Đồ Sơn phải nói quá là kinh, đông kinh khủng các bạn. Đây vào trong này bình thường đi ô tô và khó vào luôn, nhưng mà bây giờ thì rất là vắng. Khu nhà nghỉ để giải tỏa cho anh em. Đây, sẽ có hàng đã đứng hàng chờ luôn, vẫy luôn ra mời chào luôn các bạn, thấy chưa, rất nhiều. Tôi thử quay đầu vào và tôi hỏi giá, sau đấy thì tôi sẽ lại quay ra. Tôi đang làm giá là một ngày, giá trung bình ở đây thì đều là 300 thôi các bạn, 300 ngàn một lượt tàu nhanh. Tôi đang mặc cả cơ mà, thực ra mình chỉ vào mình hỏi cho vui thôi, chứ còn tôi lại quay ra ngay, bởi vì tôi chủ yếu là tôi khám phá và tôi ghi lại những hình ảnh để chia sẻ cùng các bạn, để sau này các bạn có xuống đây thì các bạn biết được nên chơi ở khu nào. Đây là cái khu chính nhé các bạn nhé, nếu mà các bạn có nhu cầu về khoản kia. Đấy, và tôi và bạn ấy mặc cả, về giá không được cái tôi cũng sẽ quay ra, bởi vì thực ra là chiêu bạn ấy thôi, chứ còn ở đây là có giá chung hết cho các bạn. Ông vừa chào tôi là 300 ngàn. 300.000 một lượt các bạn. Dạ,
chỉ vậy thôi. Còn không quay ra. Không. Quay ra cái đường cũ đầu vào. Mà tôi sẽ lên cái đường mặt hàng rất nhiều. Rất nhiều luôn. Không. Bác xem thế nào? Chỉ chạy lắm cái môn thể thao này rất này ít người dùng. Xem, tôi sẽ đi tiếp vào khu vực lạ. Trở lại Hải Phòng các bạn. Bây giờ cũng đã là đến giờ tôi phải quay về rồi. Và đây là lại cái đường mà lúc trước tôi có đi lòng vòng, bây giờ tôi lại quay ra để quay trở lại Hải Phòng để làm việc tiếp với công việc mà buổi sáng nay chúng tôi có đang làm sở ra. Đây lại có một cái ông nữa là cò, rất nhiều cò các bạn nhé. Cứ xem các bạn cứ tới là sẽ rất nhiều cò, các bạn không phải tìm đâu cả. Nhưng mà vấn đề là tìm được cái cò nào cho nó hợp lý thôi. Rất nhiều. Đấy, ra đây thì có vẻ mọi người đông hơn, đây nó sát bạn nhỉ. Còn trong kia là chỉ phục vụ cái vấn đề là cho anh em đàn ông. Ra đây thì có vẻ đông đúc hơn thôi. Đây này, tôi lại có một ở trong đây, thì rằng vẫn còn cái đoàn khách người ta xuống đây người ta tham quan. Đây, tôi lại quay trở lại đến cái chỗ mà tôi có dừng đỗ để tới quán cơm. Và bây giờ tôi rẽ phải để tôi quay ngược lại Hải Phòng. Đây lại vào đúng cái đường mà lúc đầu tôi đi vào rồi các bạn. Bởi vì vào đây thì nó chỉ có một đường này thôi. Đường rất là đẹp. Đường rất là đẹp. Tương đối đẹp. Đây. Cây cối um tùm luôn. Tôi đang đi với cái tốc độ khoảng tầm 65-70 km/h. Và ở đây thì người ta không, tôi cũng không nhìn thấy có cái biển hạn chế tốc độ đâu cả. Nhà dân có ở đây cơ mà hình như là cũng không có ai ở. Nên là chỉ tới đây để vào mùa du lịch thôi. Còn hiện tại thì tôi thấy rất là vắng. Tôi ra tới một cái ngã tư này. Này ra tiếp một cái khu vực ven biển Đồ Sơn tiếp theo. Cái mặt trước, phía trước của bạn đó là biển. Đồ Sơn mùa này quả thực là rất vắng luôn. Tôi sẽ bên tay trái để tôi về Hải Phòng. Sáng rất là rộng.
Sơn khá là vắng khách, nên là các bạn tới Đồ Sơn vào mùa này thì chỉ cần tới nơi, đặc biệt là chỉ cần nhìn thấy nam giới biển xe lặn sẽ có cò ra để mời chào các bác những cái khoảng tiếng này. Con đường ven biển rất đẹp. Cái camera của tôi đang sử dụng cái gimbal nó sẽ tự động pan theo cái góc lái của cái mặt cua tự quay. Con này tôi dùng khá là hài lòng. Không biết là về để xem lại hình ảnh thì khả năng chống rung của cái con gimbal sẽ như thế nào. Bởi vì thực ra cái GoPro thì nó đã tự động chống rung bằng quang học, tôi dùng thêm cái này để cho hình ảnh nó mượt thêm được. Không biết thì đi về mà xem lại những cái hình ảnh sẽ có tốt hơn không. Và tôi có nghe cái thế hệ đi trước nói là khi mà sử dụng thêm cái gimbal này thì hình ảnh nó sẽ cho sẽ đẹp hơn, mượt mà hơn. Khu vực này thì cũng có lác đác một vài cái quan sát của các bạn, người khách du lịch thì cũng không nhiều. Đấy, lác đác vẫn có một vài quan các bạn, khách du lịch rất ít. Thời tiết rất đẹp, nắng vừa phải, rất đẹp đó. Tiết này mồi mà dẫn xuống đây thì chơi phải nói quá thích luôn. Hiện tại thì tôi cảm nhận là Đồ Sơn hiện tại người ta đầu tư tái đầu tư rất là tốt, đã xây dựng những cái khu bãi rồi là những khu vui chơi giải trí rất là nhiều, rất là đẹp và sạch sẽ các bạn. Nhưng mà tôi ra tới cái đường đầu mà tôi vào, mình cứ đi thẳng đi vào trung tâm thị trấn Đồ Sơn. Còn mà tôi về Hải Phòng thì đến ngã tư để xem nó trên này thì tôi sẽ rẽ phải lên Hải Phòng. Nên tới trên này tôi sẽ rẽ phải. Còn các bạn nếu mà các bạn đi vào trung tâm thị trấn Đồ Sơn thì các bạn cứ đi thẳng thôi. đi thẳng vào trung tâm Đồ Sơn, thì còn đây là tôi rẽ phải để tôi về Hải Phòng. Đường rất vắng luôn, tôi thấy là thực sự vắng luôn, rất ít khi gặp một cái bóng xe hoặc là người đi lại ở con đường này, rất vắng các bạn. Thu của Đồ Sơn thật. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video clip này. Tôi hy vọng những cái gì mà tôi thu lượm được, tôi chia sẻ cùng các bạn thì sẽ mang lại những cái lợi ích nhất định để cho những ai theo dõi cái video này, và đồng thời là để anh em nào sắp tới thời gian tới mà có dịp để đi Đồ Sơn thì cũng biết sơ bộ được Đồ Sơn thì như thế nào, và khi mà vui chơi giải trí thì vui chơi ở khu vực nào. Cái điều đấy rất là bổ ích các bạn ạ, cho những người mà mới lần đầu. Với chính bản thân tôi cũng vậy thôi, khi mà trước khi mà tôi đến với khu vực nào đấy hoặc là đến một cái vui chơi giải trí nào đó thì tôi thường cũng sẽ lên trên Google để tôi tìm hiểu sơ bộ, và những cái video mà trải nghiệm ở những khu vực đó mà tôi được xem qua thì nó thực sự rất là bổ ích. Và tôi làm cái video clip này mang cái tính chất là như vậy, một phần là mình cảm thấy thích thú vì chúng tôi cũng rất là thích đi đây đi đó và ghi lại những hình ảnh đẹp trên những quãng đường mình đi, và
để chia sẻ cùng cho mọi người, và đồng thời cũng mang lại một chút cái bổ ích cho người xem, để lần sau nếu mà các bạn có đi thì các bạn cũng đã hiểu sơ bộ về cái nơi mình định tới, và đó là cũng là cái trải nghiệm rất là tốt, và các bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm. Và tôi rất là cảm ơn các bạn theo dõi video clip này. Ở đây tôi đang phải dừng đèn đỏ một chút xíu nữa, là đây là vẫn thuộc trấn Đồ Sơn không? Đường xa thì rất là vắng. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và cái video clip của tôi tới đây là cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.